hưng là iPhone 15 đã có kết quả. Như video trước tôi đã nói về những series iPhone 15 trong tin đồn, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ của tôi đã có một số phần sai lệch. Thì như trên TikTok và YouTube cũng đã có một số cái bản iPhone 15 demo, phiên bản mô hình để làm ra những cái ốp lưng dành cho iPhone 15 á, thì nó sẽ có một số thay đổi như sau. iPhone 15 thường không có Dynamic Island nha, nó vẫn có cổng sạc là Lightning chứ không Type-C. Nhưng mà 15 Plus nó sẽ có là Dynamic Island và cổng sạc Type-C. Cái nút nhạc thầm thánh của iPhone để tắt âm lượng ấy, nó sẽ vẫn giữ nguyên. Khác biệt ở đây nằm ở 15 Pro và 15 Pro Max hay là 15 Ultra đó, thì cái nút tăng giảm âm lượng sẽ thay bằng nút bấm. Và đương nhiên rồi, nó vẫn có Dynamic Island, có cổng USB Type-C chuẩn luôn. Còn thực hư tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta hãy chờ đợi tháng 9 xem iPhone 15 thực tế nó sẽ như thế nào nha. Và đừng quên hãy theo dõi Bạch Long Store, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những thông tin công nghệ mới nhất về những chiếc iPhone.